Chiều ngày 8 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, song với sự chỉ đạo tập trung điều hành sâu sát quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Ước cả năm toàn tỉnh đạt và vượt 13 trên 16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó tổng sản phẩm trong tỉnh GDP cả năm ước đạt trên 50.200 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. GDP bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng, tăng 11,2% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 12.800 tỷ đồng, đạt 98% dự toán trung ương giao, 95,2% dự toán địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 195.058,7 tỷ đồng, tăng 12,0% so với thực hiện năm 2022 và đạt 98,5% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 8.585,0 tỷ đồng, tăng 1,7% so với thực hiện năm 2022, đạt 99,87% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Lũy kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, ngành dịch vụ du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi tỉnh triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu, từ đó tạo sức hấp dẫn cạnh tranh cao. Tổng lượng khách du lịch ước đạt 4.380.000 lượt khách, tăng 38,8% so với năm 2022, đạt 115,26% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch ước đạt 3.382 tỷ đồng, tăng 57,1% so với năm 2022, đạt 108,7% kế hoạch năm 2023. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt 46.375 tỷ đồng, tăng 12,5% so với thực hiện năm 2022. Bước sang năm 2024, năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định khả năng thực hiện và hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh GDP đạt 55.400 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2023. Thu ngân sách nhà nước đạt 16.076,0 tỷ đồng, tăng 25,5% so với ước thực hiện năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,96%, giảm 0,53% so với năm 2023. Phấn đấu đến hết năm 2024, toàn tỉnh có ít nhất 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và một số vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo, như còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, tiến độ hoàn thiện quy hoạch tỉnh và các quy hoạch, các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ, công tác giải phóng mặt bằng thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm, một số dự án kéo dài. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế, tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công các dự án và xây dựng các khu dân cư để nâng cao nguồn thu ngân sách và giải ngân nhanh vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tập trung điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các chương trình, đề án phát triển, các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển.
đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chế biến, chế tạo và dịch vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, ưu tiên thu hút phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gắn với công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất thông minh tự động hóa công nghiệp hỗ trợ công nghiệp xanh sạch có khả năng cạnh tranh, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, huy động mọi nguồn lực tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành thu chi ngân sách và đầu tư công, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Trước mắt, trong những ngày còn lại của năm 2023, các ngành và địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ được giao. Bước sang năm 2024, triển khai ngay nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch được giao.